Hello everyone, welcome back to my Hollow Nightmare Gameplay channel. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Hollow Nightmare Gameplay. Mình trong series 8 tựa game này và Slender Winner, tựa game của Team Loper phát hành ra tựa game đầu tiên mình cùng các bạn khám phá nhé. Nó sẽ ở Media Mode. Mục tiêu của tựa game này là cho cần giải cứu một cô gái đó. Một chiếc chìa khóa xuất hiện ngay sau thú về này bạn. Thank you.
rồi phải tính đi qua đây các bạn, giờ đang yêu máu các bạn nhé. Quên nhiều ạ, quên một chút bần nào. Đây là mấy cái thành công ạ. Cùng mọi người chuyển vào tiếng tiếp theo này. À chị họ lúc nào from new game Shuttle through the basement. Đầu tiên mà cho cần sử dụng trong ba thứ này đó chính là viên gạch các bạn nhé.
chắc nó để cho có thể lấy được chiếc bánh răng cưa này các bạn. Còn thế, chiếc bánh này sau đó là cuốn sách của trời. Cô đã mở giúp chúng ta cửa thẳng hầm các bạn. Cho cần phải xuống dưới đấy để lấy những cố bom các bạn nhé. Sau khi chúng ta hai cái bom vào đúng địa điểm của nó thì đây cho cần phải tìm một nơi an toàn để trốn các bạn. Như vậy là mình cũng vẫn khám phá xong phần 2 của cái bài các bạn nhé. Đó chính là As the Scattered Game. Play. Cho cần tìm đủ 20 tiền trong căn nhà nhỉ. Xuống dưới lầu dưới ngay khi con bá vật lên tầng 2 là vẫn ở trên các bạn. Chỉ còn 5 tí nữa thôi là có thể đủ điều kiện.
1. Tiếp theo là ice cream one. Cố gắng cứu được Charlie cho tập này nào.
đầu không có bạn cho nào. Okay, we have a few of the things from here. Kiểm tra xe máy hoạt động được bạn, đi qua được không nào?
Jim Douglas.
Vamos ver, assim, se também vai lá. Né? Este tipo de tato, sabe, este, né? Deixa eu terminar, eu já vi. Now, upon this button is set, turn off. Come far, come from within the my moon. Ok.
chơi mình không thể khám phá thêm gì, các bạn sẽ để xem lần sau khám phá tiếp nhé. Bây giờ sẽ tự game Scary Trump. Giản cho nó có chiếc qua ba trong tay các bạn nhé, bên ngoài đây là chiếc qua đấy chứ, nay vật phẩm này là xong bạn, đó nay vật phẩm lấy cho dành thời gian cho tự nhiên tiếp theo là Little Hope Playhouse. Esther, we are trying to sleep. Finally, do you want to play hide and seek with us? That wouldn't be fair. You can see Esther's big head from anywhere. You are so funny, Molly. Don't forget beautiful and clever. You go count by the lift. We will hide in the library. You wait here. Nhớ biết vị trí đây. Hai biết thôi đây các bạn. Thì chắc chắn hai cô ấy đang trốn trong thư viện này. Oh, not fair! Yeah. Usual, I was the best at hiding. I don't think you're allowed to move to different hiding spots. It's not fun playing with a cheat. A cheat? You two are lucky. I am even playing with you right now. Can we please keep the noise down? Don't you know this is a library? Yes, Miss Beverly. Awful children. Cũng như chuyển qua tiếng cuối cùng. Finalize and ready for. Find the until the end. Đây những con cháu dưới đây gọi là Winnie.
We have to listen carefully. If we hear breathing, hold the door shut, and if not, we need to use our flat last night. Okay, everything is okay. Và đây các bạn thấy cuối cùng mình rất cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Thank you so much.